Dễ đấy các bác ơi. À, chào các bác nhá, chào các bạn nhá. Hôm nay em đang đi ra bắt ít dế rồi đấy. Chưa nhiều nhá, chuồng này. Chuồng này chắc phải được 20 25 cân nhá. Thế đó, 25 cân. 5 khay à? Kinh nhá. Đây chúng ta mình càng nuôi rộng còn đỡ chết, còn nhiều nữa nhỉ. À, đây các bác ơi, cái chuồng này diện tích của em là 1,2 nhân 2,2 à? Một mét Tầm mét 85. à? Tầm 1,2 nhân 1,85 nữa các bác, cái chuồng này bé mà chỗ chắc phải được 20 25 cân. Mà 5 khay nhé bác nhé, 5 khay trứng bò ở đây là số lượng là nhiều như thế này các bác này, nhìn này. Ủa, các bác nhìn liền thì đặc 5 khay trứng các bác nhé, mà đang bán là 70.000 một khay đấy các bác. À, mà các bác nào mà nuôi chim nuôi cò mà làm đấy 2 3 khay thì em nói là chắc là chim ăn đấy. Còn là nhiều đạm quá mà chết chim thôi, chứ còn nếu có 5 khay thì các bác này, còn là 5 khay tính là mua trứng có 350 thôi, 57 35, đúng rồi, 350 và đợi như thế này thì các bác nhiều. Trời ơi, em quay qua các bác này, bác nào mà nghiện dế thì nhìn là thích nhỉ các bác. Các bác này em đang ra bắt ít dế về cho chim trà màu các bác, và cho mấy em màu non ăn. Vừa mới tách mẹ nó được mấy ngày các bác, mà mẹ nó vẫn cứ xăm soi đấy các bác, xăm soi để ấy đấy các bác. Đấy bác, cái bọn này là nhỏ hơn, đấy, nhỏ dần quá nhá. Cái này mình nuôi ở mình để cho nó xen nhau đi, để lúc nào cũng có dế cung cấp cho anh em đấy, trứng chắc các kiểu nữa. Bọn này đang đẻ rồi các bác, bu lại đẻ luôn này. Chạy căng lắm các bạn. Đấy, nó lên nó đẻ đây con này. Nó nhìn được, nó đẻ này. Đây bác. Ở trên thị trường trước anh em cứ thế, anh em bán cứ 200 nghìn một khay trứng. Mà về nhà nữa được mấy con các bạn. Đây mình cứ thằng em làm bán 70 nghìn. Con xem này. Đấy. Đây là người nó đang đi qua đi lại, đụng vào nó sợ vừa cho ăn đấy con này. Ném đây cho nó sợ, nó còn đi xuống, ở dưới còn nhiều lắm các bạn. Căng rồi đấy. Uầy, dễ cho chim các kiểu các bác nhá, có hết các bác nhá, đầy đủ. Đấy bác, vào cho chim màu non trong nhà ăn cái đó. Bỏ ở đây chứ. Vâng, có bỏ ra đấy. Cái này hơi thấp nhỉ, con thấy dế bình thường vẫn nhảy ra được đó. Hôm sau để kiếm cái cao cao hơn chứ. Ô, nhảy ra này. À, nhảy, ôi, nhảy ra được. Này thấp để xong làm khác. À, cho tạm đấy thôi. À, đây các bác ơi, đây là em muốn chia sẻ với các bác một số cái kinh nghiệm là để ghép chim trà màu sinh sản đấy các bác nhé. Đấy thì hôm trước em cũng ghép là lần đầu tiên em ghép mà cũng thành công đôi này rồi, thì em có ít kinh nghiệm mình chia sẻ với các bác cùng biết luôn đấy các bác. Đây, bây giờ. Cái này em vừa mới tách con được khoảng 4 ngày thôi, nó cứ hay gắp mồi, nó đang đi tìm con nó đấy các bác. Ồ, có mở bó cho cái đấy vào. À, đây các bác, thứ nhất là cái bọn chim trà màu này, này các bác này, thì mình muốn ghép được nó thành công các bác, thì các bác phải thứ nhất là một là chim của chim thuần các bác nhá, gọi là chim thuần của nó 90% rồi các bác. Hai là các bác là ghép chim non, cái này là em nuôi chim non lên các bác này. Đây bác, đây là đôi màu em nuôi non lên này, nên là ghép nó rất dễ mà nó không bị ảnh hưởng đến chim khi mình ghép đấy các bác. Ở trong một cái môi trường mà gọi là mình có thể mình ngồi mình uống trà đấy các bác, uống trà thì mình ngắm chim nhưng mà nó vẫn có thể hoạt động bình thường, nó không bị sợ, không bị ảnh hưởng đấy các bác nhé. Đấy, thứ nhất là chim non, là chim bổi phải thuần thuần các bác nhé, thuần tầm 90% gì đấy. Nó đang mà bắt dế được các bác này. Cái ô này chấm để em ghép nó hơi bé, căn bản là vì cái chim này là chim thuần, nó dặn người các bác, nên là mình có thể là hàng ngày mình cho ăn cho uống, hàng ngày mình thay dế ngày một cũng được. Nên nếu các bác nào mà chim nó không thuần lắm ấy, thì các bác là phải cho một cái hũ dế thật to các bác nhé,
cái đường dế phải to, ví dụ một tuần các bác chỉ bỏ dế khoảng một lần thôi chẳng hạn, các bác ít tiếp xúc với nó đi. Đấy, thì cái tỷ lệ ghép của bác sẽ thành công mà nó sẽ cao hơn các bác. Nó chưa quen người lắm mà cái khi những cái chỗ tổ nó làm ấy, nó chưa được an toàn thì nó sẽ không làm tổ được các bác nhé. Nó chưa an toàn nó sẽ không sinh sản được, mà người cứ ra vào liên tục mà nó sợ nó không sinh sản được các bác. Là chỗ nào nó phải an toàn rồi, nó cảm thấy an toàn nó bắt đầu nó mới sinh sản được các bác. Thì mình ví dụ như các loại non này em nuôi lên này thì có thể là cho ăn ngày một được, thay nước thay thức ăn mà cho dế ngày một. Ví dụ hôm nay em cho một ít thôi, nó ăn hết rồi em lại cho tiếp, ăn hết em cho tiếp thì nó không ảnh hưởng gì cả, vì chim này mình nuôi nó quá thuần người các bác. Nó đang gấp chuối tìm con nó đấy các bạn. Con nó em tách ra nhưng mà em đang để trong nhà đấy các bác, nó vẫn nghe tiếng con nó, nên là nói các bác, nên là nó vẫn cứ kiểu nó gấp mồi để tìm con nó đấy, vẫn hy vọng tìm con. Nên nó bảo để em tách xa một chút này để cho nó đẻ các bác, 4 ngày rồi. Thì bây giờ là tháng 6, giữa tháng 6 rồi, em hy vọng là từ giờ đến cuối tháng 6 nó sẽ đẻ, mới có thể thêm được một lứa nữa thì được. Nó đánh nhau đấy, con mái này nó hung lắm, nó hay đánh con trống lắm các bạn. Đấy bạn, nó lại gắp dế ăn này. Nó gắp dế xuống đất này đi ăn này. Các bác nhá, vấn đề thứ hai các bác cần lưu nữa là một vấn đề nữa là các bác nhớ là thức ăn tươi, mồi tươi các bác nhá. Đây này. Mồi tươi các bọn này nó rất thích ăn dế các bác. Thậm chí là bỏ sâu quy đấy các bác nhá. Sâu quy thì nó không thích ăn lắm đâu. Tự nó ăn chứ không phải là mình cứ bỏ sâu quy bao nhiêu nó ăn hết bấy nhiêu đâu các bác. Em bỏ vào đây nhưng mà chơi chắc cái con kia nó ăn được. Nhưng mà dế là rất thích các bác. Các bác xem này, sâu quy để đấy rất nhiều nhưng mà nó không ăn, nhưng mà riêng dế này nhá, cứ bỏ vào là xuống ăn bọc ngay các bác. Đấy bạn đang gấp mồm tìm con nó đấy các bạn. Đó, nó gọi con nó đấy. Con đây bố, con trọng đầu đây. Đấy bạn này, nó đang tìm con nó đây này. Đó. Đấy. Đấy. Đang gấp để tìm con nó đấy các bạn. Các bác phải cung cấp gọi là đầy đủ mồi tươi các bạn. Mồi tươi này thì chim nó sẽ có nhiều vitamin, nhiều đạm hơn. Đấy. Nó sinh sản tốt hơn các bác nhé. Trong cái thời gian mà sinh sản đấy, các bác nhớ lưu ý là các bác sẽ kiếm ít vỏ trứng chim, trứng cút đấy các bác. Đấy, vỏ trứng cút là trứng gà đấy. Các bác bóp bóp nó ra, các bác cho vào trong lồng này để nó ăn, nó lấy thêm canxi các bác nhé. Khi nó đẻ rồi, trứng nó sẽ chắc khỏe hơn, với nó không bị cái kiểu cái tình trạng mà ăn trứng đấy các bác. Nhiều bác nuôi chim thuần nhưng mà vẫn bị ăn trứng các bác. Đây. Đấy, đôi mào này là em nuôi non lên nên là mình ghép rồi mình chơi với nó rất thoải mái với nhá, không sợ ảnh hưởng với cái vấn đề mà phải che kín hay là không che kín đấy các bác. Có thể em không che kín cũng được đấy, nhưng mà em đây em che lại một phần bên kia cho nó khỏi phả mưa phải các bác. Đợt này nó hay mưa nhiều, em che lại nó khỏi phả mưa phải ấy đấy, nó phải ảnh hưởng đến chim, với tổ chim đấy các bác. Các bác nên là một số các bác mà nuôi chim các bác cứ làm sao mà chọn được cái con chim mà được ưng ý các bác. Là ví dụ anh em muốn chơi thì phải chim thuần này, hoặc chim non lên này, quen người này. Đấy, nó quen người đó các bạn. Bọn này thì nuôi mình nuôi từ nhỏ, nó còn bay lên vai mình nó đậu các bạn. Bây giờ mình bỏ kiểu mình lồng AV nó nuôi con nó hơi kiểu hơi nhăn nhăn mình tí nhưng nó vẫn ngoan các bạn. Đấy các bạn, các bác cứ mồi tươi đầy đủ điều kiện đó, ăn uống các kiểu này các bạn ơi. Là chim nó sinh sản sẽ nhanh lắm các bác nhá. Em tách cho đây có mấy ngày thôi là đẻ luôn các bác. Em tách cho em cho ăn uống đầy đủ có mấy ngày luôn là đẻ đái luôn. Đấy, ở nhà thì em không ở nhà nên là em ở chỗ làm, em dưới thành phố cơ, nên là ở nhà bố chỉ sáng mai chỉ có bố thôi. Bố cho ăn cho uống thôi này. Đây vừa thay nước này. Đấy, thay nước tắm này, rồi hoa quả này, rồi các kiểu này, dễ nhất đấy các bác. Đôi này đi sinh sản nên là sẽ chú tâm vào nó hơn, nó đang sinh sản mình sẽ chú tâm vào nó hơn, ăn uống các thứ đầy đủ các bác nhé. Còn cái đôi này đôi già rừng em lấy về em ép giọng chim non khác này các bác. Đôi già rừng là kiểu người ta bắt được con không bẫy bố mẹ luôn đấy. Đấy nên là em mua về em đang ghép vào trong đây thôi. Đôi này nói chung là ăn uống lâu lâu mình vẫn cho sâu cho dế vào trong này các bác, nhưng mà chưa cần thiết cho bổ sung nhiều lắm các bác nhé. Chim nó đang hơi nhát, bây giờ hiện tại nó chắc chắn nó sẽ chưa sinh sản được rồi.
chưa có bạn, nhưng mà con nghĩ là chắc là không đẻ đâu, nhưng mà tí lại cứ làm thêm cái cho vào đấy. Đấy bạn, đây là mô hình chim sinh sản của em này. Đấy, đây đôi mào của em đang hiện tại là đã sinh sản được một lứa năm nay các bác nhé. Này em ghép nó muộn quá, được một lứa rồi. À, bên này một đôi này, bên kia cũng là một đôi này. Đấy, bên kia nữa. Đây bạn, bên kia cũng là một đôi. À, đây là một đôi trà than, à trà lửa các bác nhé. Trà lửa em vừa mới mua các bác. Đã cũng đang nuôi tạm vào trong này thôi. Chứ còn cái lồng này là để em nuôi chim khuyên. Cái lồng này để em nuôi chim khuyên để ngồi bố con với anh em hàng xóm các ông đến đánh cờ đánh giấc rồi ngồi ở đây để ngắm chim đánh cờ các bác nhé. Đây, cái lồng này là lồng trà than này với đôi khuyên với đôi mào mà thả tạm này các bác. Thả tạm này hôm sau bắt đầu với tách ra để năm sau để ghép sau các bác nhé. Đó, kia là cái lồng AV của em. Lồng AV to, đang sửa sang làm lại. Hôm ngày trước nó hơi bị lỗi kỹ thuật một chút. Chim gò ăn hết cây cối rồi, em đang chờ làm lại bên kia. Đấy các bác nhá. Các bác nhớ là khi ghép sinh sản chào màu thì các bác cứ chọn một đôi chào màu thật thuần đó. Đôi màu của em là đôi màu bộ thật to luôn các bác. Chim to đẹp. Mồi tươi chăm sóc đầy đủ các bạn chào màu, nói chung là nó cũng đơn giản lắm ạ. Lúc mà mình mới chưa ghép thì mình cứ sợ là không đẻ được hay như thế này thế kia. Nhưng mà khi các bác mà bắt đầu nghiên cứu và ghép được rồi đó, thì thấy nó đơn giản lắm các bạn. Đó. Chim nó thuần một chút này, rồi thức ăn mồi tươi này đầy đủ này các bác này. Canxi các kiểu vào thì chim nó đẻ rất nhanh. Em lót đây có cho vào có mấy hôm là đẻ luôn các bác nhỉ. Tách cho có mấy hôm mình đẻ luôn đấy các bác này, rất nhanh. Các bạn nào chứ em nuôi là nuôi tập trung trong cái lồng AV kia, em thấy nó công rác rồi. Thế là xung quanh cái cây nó không được, em tách ra đây phát là mấy hôm thấy nó đẻ luôn các bạn. Nó cũng rất nhanh các bạn nhé. Vấn đề là quan trọng là mình phải xem thái độ con chim mình như thế nào, thuần hay chưa. Nếu mà nó được chưa được thuần lắm thì các bác phải tránh tiếp xúc và làm những cái mồi ăn này, những cái cống thức ăn nó nhiều hơn. Ví dụ thức ăn nó bắt đựng và ăn cả tuần mới hết chẳng hạn. Hoặc là dế kia thế phải bắt các bạn căn phải cả tuần mới hết, bác ném vào đấy, ít tiếp xúc với nó. Thì để môi trường nó cảm thấy nó an toàn đấy các bạn. An toàn thì nó sẽ sinh sản đấy các bạn nhé. Chứ còn nếu mà chưa an toàn nó sẽ không sinh sản đâu các bạn. Nó sợ nó sẽ không sinh sản đâu. Đấy các bạn nhé. Em chia sẻ một chút kinh nghiệm của em ghép chim chào màu sinh sản rồi. Cũng cảm ơn tất cả các bạn. Với các bạn đang theo dõi video nhé.